Ôi dồi ôi, sao bên ngày xưa lại già hơn bây giờ này. Công nhận. Cô già thật, ý kiến già quá. Mơ phai trong đêm vắng em còn đây. À, chào anh chị. Anh chị vào đây. Anh Lý. Thử xem mới có tư cách hát ở nhà hàng Hoa Tím không? Nhớ phim gì nữa cơ, thừa. Đóng không có một mấy cảnh ấy thừa kìa. Thừa tư cách đứng trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội. Nhưng mà còn để xem giọng ca thế nào đã. Đây là chị Minh Thùy, ca sĩ đã thành danh ở tỉnh mình. Còn đây là Luyến, ở cùng phòng em. Đã có lần em nói với chị rồi đấy. Đúng thế. Và chị hy vọng là em không làm phụ lòng giới thiệu nhiệt tình của bạn. Chị và anh Lý làm kinh doanh, cho nên công việc đặt lên hàng đầu. Còn những chuyện tình cảm khác thì xếp đi. Thật. Có hiểu tại sao tôi mới cấp ngày xưa nó lại làm cho mình trông yếu ớt mà trông kiểu nó bạc nhược thế nhở? Cái thời trang nó cũng là cái vui, nó cũng thay đổi đấy, chị nghĩ như vậy. Ngày xưa như thế thì đẹp, biết đâu bao nhiêu năm nữa mình nhìn lại bây giờ mình lại cảm thấy không đẹp sao nhỉ? Tôi cũng biết nhớ ngày xưa đạo diễn có cân nhắc một vài vai diễn khác mà nó nhiều phân đoạn hơn. Thế nhưng mà quên không nhận lời. Thế là mọi người thuyết phục, người nói là thế thì diễn cái vai này đúng với cái sở trường của mình, con người của mình không phải diễn quá nhiều và phân đoạn nó ít. Và thực sự mình xưa cũng bận cơ, không có thời gian để theo đoàn làm phim, thành ra là cứ chỉ đóng một cái vai đó thôi. Bây giờ xem lại thì cũng thấy ok. Vâng, đóng thì hay đấy, nghe kể chuyện lại cũng cảm xúc lắm. Nhưng thế lý do vì sao mà đây là bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim cuối cùng của chị đóng cho đến thời điểm này ạ? Ngay từ khi mà còn trẻ, Quyên đã biết rằng là mình nên làm những việc mà mình có thể đảm nhiệm được một cách tốt nhất, không nên mạo hiểm. Bởi vì thực sự cái gì không phải là nghề của mình thì rất là khó, không đơn giản để mình có thể lấn sân, nhất là điện ảnh. Đặc biệt cho nên là đến thời điểm này Quyên cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ đóng phim đâu. Thực ra cũng có một cái combo, tức là hát nhạc phim luôn đồng thời với cả đóng phim luôn. Thì chắc là như thế nên là mới đồng ý. Và ca khúc Thôi Đừng Chiêm Bao thì cũng là ca khúc nhạc phim này. Và cũng phải cảm ơn cái bộ phim đấy để chúng ta nhìn lại được hình ảnh của Lệ Quyên 17 năm trước. Một cái hình ảnh mà chính chủ tự nhận xét là sao già hơn bây giờ. Kể cả ngày xưa quan trọng là mình hay làm già mình đi. Mình thích cái kiểu là lúc nào cũng phải lady. Bản thân Quyên là một cái người có cái khu thời trang có cái gì đấy chững chạc và trưởng thành ngay từ khi Quyên còn nhỏ. Quyên không bao giờ mặc đồ thể thao, đố mà người tìm được Quyên mặc đồ thể thao đấy. Nhưng mà cái sự cái gì đấy mơn mởn của tuổi trẻ nó vẫn nằm thẳm sâu bên trong, dù là ánh mắt, dù là nụ cười, dù là một cái lời nói của mình thôi. Đó, mình vẫn thấy cái thanh xuân của mình đấy. 17 năm về trước, qua một cái đoạn miêu tả ngắn, cái cô gái Lệ Quyên đó như thế nào? Ở cái thời đấy thì mọi thứ nó vẫn rất là riêng tư. Nó riêng tư ở chỗ là nó không có sự can thiệp mạnh mẽ của mạng xã hội như bây giờ. Đối với Quyên, chỉ đơn giản là những tháng ngày cố gắng, tập trung, miệt mài, chăm chỉ lao động có cái thành quả như mọi người đang nhìn. Khán giả thân mến, và trong quá khứ thì để mình nói về mình chắc là sẽ không đầy đủ được. Thế cho nên là ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ có mời đến đây một người bạn của Lệ Quyên. À, người mà có thể chia sẻ rất nhiều những bí mật, đó là ai? Hãy xem nhé mọi người. Qua bao sóng gió, mình về bên nhau. Cuộc tình thật tuyệt vời, từ ngày đôi ta có nhau. Này người yêu ơi, nụ hôn thắm trao người, hoa mong chờ đôi ta bấy lâu. Giờ khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng kết nối với một trong những người bạn của ca sĩ Lệ Quyên. Vâng, chị Thu Ba ơi. Trời ơi, đấy thì đúng rồi, chọn đúng người rồi. Xin chào hai MC, xin chào khán giả chương trình và chào người bạn rất là đáng yêu của mình, Lệ Quyên. Thế hai người bạn này để định hình một cái nét tính cách trong một cái nhóm bạn ấy thì là có tính từ gì nổi bật nhất? Bây giờ chị Thu Ba sẽ nói về chị Lệ Quyên và chị Lệ Quyên sẽ nói về chị Thu Ba. Quyên nếu mà trong vai trò là một người bạn á thì phải nói thật sự là một người yêu ghét rất là rõ ràng. Chiều bạn thì chiều hết cỡ đó, nhưng mà giận bạn á thì cũng giận rõ ràng. Đó là một cái cá tính rất là mạnh Chị là người khó tính hơn Thu Ba, đấy là chị phải công tự công nhận như vậy. Rồi mỗi một cái sự mâu thuẫn lúc đấy Thu Ba sẽ nhanh quên hơn, mà chị lại ít bạn nữa. Cho nên là khi mà chị cực kỳ, tất cả những người bạn của chị đều là những cái thế giới được chị kỳ vọng lớn lắm. Thu Ba là một người thẳng thắn, tính tình bộc trực, và cũng như mà Thu Ba là một người cũng nhanh quên, không có khó tính như chị đâu. Tức là một người là thù lâu nhớ dai và một người thì là dễ
dễ quên. Dễ quên, vâng. Cho nên là thế mà mới chơi thân được với nhau. Bây giờ thì như thế này, nhưng mà ngày xưa thì cực kỳ sôi nổi trong cái tuổi thanh xuân của mình, khi mà liên tục chạy show rồi là hoạt động band nhóm. Chị Lệ Quyên thì là thành viên của band Lọ Lem, vâng. Còn chị Thu Ba thì là thành viên của nhóm Nhịp Điệu. Trong cái cuộc chạy đua bận rộn đó của các tụ điểm tại ngoài Bắc, và thời điểm đó thì hai chị có cùng nhau không? Có cùng trên một chuyến xe, có cùng diễn với nhau, có cùng có những kỷ niệm với nhau không ạ? Có chứ, thường xuyên. Nhưng mà nhóm của Thu Ba thì tồn tại lâu hơn. Thời điểm đấy ba cũng bận rộn lắm nha, ba cũng là một ca sĩ đắt show của Hà Nội lắm luôn ấy. Thời đó mà muốn đi nghe ca nhạc thì mình phải đi ra tụ điểm. Và thật sự là bọn chị đa phần là hôm nào cũng có show và chạy rất là nhiều show. Và chị nhớ cái kỷ niệm lớn nhất lần đầu tiên mà chị gặp Lệ Quyên á, là lúc đó là ở Sparta. Quyên còn nhớ Sparta không, chỗ Lò Đúc á? Là lần đầu tiên tao và mày gặp nhau á. Thế là Thu Ba là người chủ động ra làm quen trước. Có lẽ rằng là trong nghề ai cũng biết rằng tính Thu Ba thì rất là thích nói chuyện với mọi người. Cứ nhìn thấy ai là ra bắt chuyện luôn, nhìn thấy Quyên mới là ơ chị Quyên ơi chị Quyên, chị hát mấy giờ, chị có thể nhường em hát trước không? Nó kia bla bla. Khoảng một năm trời gọi Quyên là chị. Sau đó rồi thì đi hát với nhau, bắt đầu mới vỡ ra rằng là kém Thu Ba một tuổi. Đó, thế là từ lúc đó thì mới gọi nhau là tao mày. Và bắt đầu từ khi mà vào Hồ Gươm Xanh làm việc cùng với nhau thì thân nhau hơn. À, đấy là một cái sân khấu ca nhạc mà mọi người đều ở Hà Nội thì đều biết. Nó rất là nổi tiếng ở cái thời điểm đấy. Nó là sân khấu ca nhạc tạp kỹ, cả ca nhạc, cả múa, rồi thời trang ở thời điểm đấy nữa. Ngày xưa thì các sân khấu ở Hà Nội hay như vậy, hay kết hợp rất là nhiều cái mô hình trong một cái đêm biểu diễn, nhưng mà ca nhạc đương nhiên vẫn là chính. Và thời điểm đấy thì có rất nhiều những cái sân khấu cùng Hồ Gươm Xanh. Ví dụ như là còn ngày xưa nữa thì bắt đầu chị đi hát là vừa thanh niên này. Cái giai đoạn đó các tụ điểm rất là rực rỡ phát triển. Quyên vẫn rất là tiếc cái sự cực thịnh của âm nhạc Việt Nam ở thời điểm đấy này. Và các tụ điểm nhiều vô kể nhưng luôn luôn đông khách và full khách. Ngôi sao kể cả là ngôi sao số 1, ngôi sao số 2 hay là ngôi sao phòng trài chăng nữa cũng mang lại cái lượng khách rất đông cho tụ điểm ở thời điểm đấy.